Thanh Mai trân trọng đón chào tất cả quý khán giả đến với chương trình Luật pháp và xã hội được thực hiện bởi tổ hợp luật sư Đỗ Phủ và Anh Tuấn. Và đến với buổi hội luận ngày hôm nay có sự hiện diện của cả hai vị luật sư là Đỗ Phủ và Anh Tuấn. Thanh Mai xin kính chào hai luật sư. Vâng, xin kính chào quý vị khán thính giả đài truyền hình SBTN. Chào Thanh Mai, chào luật sư Anh Tuấn. Vâng, xin kính chào tất cả quý vị. Vâng, chúng ta đang bước vào mùa hè. Thì trong mùa hè này đó, chúng tôi nghĩ rằng là có cái sự nao nức của những đứa em nhỏ trong nhà, là cái mùa mà ba mẹ bắt đầu chuẩn bị để dạy cho các em lái xe, và cũng là cái mùa mà ngược lại làm cho ba mẹ cũng nhức đầu. Đó là vấn đề khi mà có con em ở trong nhà bắt đầu học lái xe thì cái policy đó mình phải chỉnh hay thêm hay như thế nào để cho mình được cover về vấn đề trách nhiệm pháp lý. Và đó là đề tài mà chúng tôi sẽ nói xoáy mạnh vào cái vấn đề policy. Mời luật sư Phủ. Một trong những cái chuyện mà ai cũng có cái debate, gia đình nào cũng có debate, là có cái sự mà tranh luận đó. Yeah. Là tới tuổi lái xe thì có người trong gia đình thì có người họ suy nghĩ là không nên cho con em lái xe bây giờ, đợi tới 18, đúng không? Và có người thì bảo là cho lái từ bây giờ. Tại vì cái lợi của cái hại nó như thế nào? Tại vì chúng ta phải nhớ như thế này, nói chung đó là cái vấn đề lái xe nó, tôi nghĩ là chuyện lớn, là xưa tôi nghĩ có con là teenager đó. Luật sư anh Tấn có nghĩ là chuyện lớn không? Quá lớn, tại vì thực sự không có gì quan trọng của cuộc sống chúng ta là con chúng ta tới tuổi từ thiếu niên trưởng thành và bước vào những cái tuổi mà có thể nói là nó cũng đem nhiều niềm vui cho gia đình, còn đem cũng nhiều sự không may, chẳng như từ vấn đề tài chính nó rất là tốn kém trong vấn đề khi mua bảo hiểm xe, cũng như gây ra những cái nguy hiểm, cũng như là có thể vi phạm vào những cái luật giao thông. Và người bố mẹ nào cũng yên tâm cả, như con tôi nó lớn đầu rồi mà mẹ nó vẫn là lái xe, hình như có bằng lâu rồi nhưng mà tới vẫn chưa cho đi xe riêng, cho tới gần như là năm đại học luôn mới cho lái riêng một mình. Đi lái năm đầu cũng phải đưa đi theo chứ không có, thì tùy theo một hoàn cảnh của mọi người. Và cái đó hôm nay chúng tôi bàn là cái chuyện đó là chuyện nên hay không nên làm. Yeah. Và tốt hay là không tốt. Có em nhỏ lái xe thì khi mà mình biết là bên tiểu bang California về cái vấn đề mà chương trình dạy lái xe đó, họ bắt con em họ học, con em mình phải học một lớp và dự bị về vấn đề mà hiểu trách nhiệm khi mà lái xe. Yeah. Nhưng mà cũng đồng thời họ bắt bố mẹ học một lớp luôn. Rồi mới cho con em mình đi học. Cho nên nó kỹ như vậy đó. Tại vì thời tôi là sinh Tuấn đó, là chúng tôi không có cái chương trình mà bố mẹ dạy. Chúng tôi vô thẳng trung học trong lớp dạy luôn, và trong lớp rồi, trong trường học dạy luôn, mình không học lắm nhiều lắm về cái trách nhiệm. Mình chỉ học thẳng ở trong trường dạy thôi. Cái đó là cái sự khác biệt mà tôi nhớ là trong trường này, lúc mà nó có những cái simulation, tức là những cái cảnh mà lái xe đứa bé đi chạy trong đường ra, rồi tôi lái ở trong cái booth, không biết luật sư nhớ, anh Tuấn nhớ không? Rồi. Xong rồi đứa bé chạy ra không biết là mình cán chết bao nhiêu đứa rồi, tại vì cái băng trong trường nó băng ra, mình thắng không kịp, mình giết nhiều em nhỏ trong cái tai nạn đó. Thì trở lại cái chuyện này, đó là cái trách nhiệm rất lớn mà trong cái chuyện mà lái xe, thì hôm nay chúng tôi xin bàn về cái đề tài đó để cho quý vị hiểu là khi mình cho con em mình lái xe có lợi chỗ nào, bất lợi chỗ nào, và chúng ta có trách nhiệm như thế nào. Vâng, như chúng ta thấy hè thì sự đi nghỉ hè rất là nhiều, và bây giờ người ta có khuynh hướng vì đi máy bay bị trễ nải, delay và nó đắt, thành ra nhiều người rất là đi du lịch rất là nhiều bằng xe, thì trong cái đó nó cũng có nhiều câu hỏi đặt ra là vấn đề bảo hiểm, cũng như con em mình có đứa đi từ đại học về nhà lại có nên add tên vô bảo hiểm hay không, hoặc đi rời nhà đi học lại như thế nào. Những trường hợp đó luôn luôn là cái canh cánh trong lòng bố mẹ nào cũng thắc mắc hết. Một trong những cái chuyện mà tôi nghĩ là quan trọng đó là chuyện đầu tiên là con em chúng ta tới tuổi mà bắt đầu lái xe là 15 tuổi rưỡi là được đi học lái xe, 16 tuổi là được quyền có bằng gọi là provisional license. Cái trách nhiệm của vấn đề mà khi mà gây ra một cái tai nạn đó cho con em dưới 18 tuổi đó là chúng ta là người chịu trách nhiệm. Bố mẹ chịu trách nhiệm 100%, chứ không có giới hạn trong cái chuyện mà do các em gây ra cái tai nạn. Đó là cái chuyện đầu tiên chúng ta phải hiểu trong những cái tai nạn lái xe như vậy. Tức là không có tránh được, tức là các em không thể nào mà, tại từ các em đi mua bảo hiểm một mình cũng dưới tuổi 18 tuổi cũng không mua được một mình. Và thành ra nó đi kèm với chúng ta. Và chúng ta cũng không có tách rời được cái chuyện đó, thành ra phải chịu thôi. Tức là trong thời gian, nói chung là các em mới có bằng cho tới lúc các em lái ít nhất là 3 năm hoặc tới tuổi trưởng thành, hoặc là có nhiều policy tới 25 tuổi hoặc là trên 3 năm họ mới có cái vấn đề giảm giá. Thời gian đầu thì thực sự nếu mà thứ nhất là trẻ mua không được, thứ hai mà có tách riêng, có em ngay cả các em nhiều em 18 tuổi mà tách riêng nó cũng rất là đắt. Thành ra
có nhiều policy. Đây là chúng ta có thể bàn về cái khía cạnh nào nó có lợi hơn cho chúng ta khi chọn lựa bảo hiểm, cũng như có nên để tên vào hay lấy tên ra lúc mà các em sẵn sàng được tự mua hiểm một mình. Ở đây mà một điều nữa Thanh Mai cũng nghe những người mà thân chủ nó hay vô hay hỏi đó, bây giờ con tôi nó bắt đầu nó lái xe, thì theo như luật sư Tuấn mới vừa giải thích, 18 tuổi lái thì thường thường là không có đứng policy riêng một mình, add chung cái policy với cha mẹ, thì cái câu hỏi họ đặt ra tiếp theo đó, có cần thiết là cái xe đó đó là registered, tức là mình đăng bộ đó với cái tên của con mình hay thôi, không có dính tới cái tên của cha mẹ. Tại vì theo như luật của California mà họ biết đó, họ nói là nếu có chuyện gì xảy ra thì trách nhiệm của người chủ xe đi trước. Thành ra họ sợ đụng đến tài sản, cho nên họ nói là con tôi đứng chủ xe, nhưng mà policy thì add vô cha mẹ, thì như thế nào thưa luật sư? Con em mình mà trên 18 tuổi đó thì thật sự mình add vô đó thì mình chỉ chịu trách nhiệm, nếu mà bảo hiểm đó mình chịu trách nhiệm là lên tới 15 và 30 thôi. Theo tối thiểu. Và tối đa là mình chịu trách nhiệm trên cái policy của mình, chứ không có qua cái policy của mình. Ví dụ mình mua cho con em mình 30-60 thì mình chỉ chịu trách nhiệm cũng chỉ cho 30-60 mà thôi. Chuyện đầu tiên là một là cái policy. Nếu mà không có policy thì cũng chỉ tối đa là 15-30 mà thôi. Đó là con em mình trên 18 tuổi rồi. Cho nên mình không có lo về cái chuyện mà liên quan tới tài sản mình. Lo là khi mà con em mình dưới 18 tuổi. Đó, thì chúng ta, đó không là có sự, chúng ta không có sự chọn lựa. Thành ra cái xe như tên bố mẹ đứng tên rồi. Và người chủ xe trong như trường hợp trên 18 tuổi thì bị giới hạn. Nhưng mà trong trường hợp mà nó dưới tuổi 18 tuổi thì bố mẹ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Thành ra nó đi ra, nó lấy chiếc xe của mẹ nó lái, nó gây tai nạn, nó đụng thiệt hại $100,000 thì cái đó là bố mẹ vẫn chịu hết. Không có thể nào là bị giới hạn hết. Thành ra cái đó là chúng ta phải cẩn thận. Thành ra nên dạy, giờ câu hỏi đặt ra là nên làm gì để mà tránh những cái tình trạng như vậy xảy ra, hoặc là nên lúc nào cho các em lái xe, và cũng như có sau 18 hay là trước 18. Câu hỏi đặt ra là tại vì các em nhỏ đó, như tôi hồi nhỏ đó thì chỉ mong tới ngày có tới tuổi thôi là đi học lái xe rồi. Đừng nói chuyện mà đợi không đợi gì hết, đúng không? Đó là mình mong. Nhưng mà bố mẹ mình một chuyện, bây giờ đó lại nhìn vô cái chuyện đó là có nên hay không nên. Như là sư Tuấn vừa mới trình bày, là có người họ không cho. Họ nói là tới 18 mới cho lấy. Thì tôi nghĩ là chuyện đó là chuyện bất lợi. Tôi nghĩ là nên cho các em lái trước 18 tuổi. Tại vì đằng nào nó cũng bị tai nạn, đằng nào nó cũng bị cái vấn đề là mình cũng sẽ chịu trách nhiệm. Và nếu không cho lái xe, nó mượn xe bạn, nó lái xe ẩu, nó có thể gây ra tai nạn đó. Ví dụ như bây giờ một đứa, tôi nhớ là hồi nhỏ là tôi là đã từng lái xe không có bằng nữa chứ phải không, bạn mình nó có permit. Tôi ra tôi bảo anh đó bây giờ, xin lỗi, anh đó là bây giờ là cảnh sát trưởng xe tốt, ngồi bên cạnh, nó có bằng lái xe, nó bảo mày lái đi, mình qua mình lái, nó ngồi bên cạnh, mà nó cũng chưa có bằng lái xe, nó chỉ permit. Ông anh tôi, ông biết là thằng em mình chưa có permit, chưa có bằng lái xe nhá. Ông cũng cho mày chịu chơi đó, mày lái xe đi. Tức là thằng bạn mình chỉ có permit ban đêm nhá, không được lái mình. Wow, chở mình đi quá. Mình lên xe mình ngồi mình lái, cả thằng permit ngồi bên cạnh. Tức là con nít nó trột chỉ mù, mà con nít nó quậy vô cùng luôn. Thì may mắn là chúng tôi không bị gì cả, không bị thương tích trầm trọng. Nhưng mà mình đang nói là cái tuổi mà tuổi thanh thiếu niên đó mà bố mẹ mình cấm á, nó sẽ đẻ ra những cái hậu quả đó. Đó, tôi và cậu anh bạn tôi và giờ là cảnh sát trưởng thì cái chuyện đó bố mẹ mình không biết. Và mình không nói, mà nói cũng chả hiểu gì hết trơn á, cho nên mình lái láng luôn, mà mình xem anh lái luôn. Cho nên bây giờ trở lại cái chuyện là con em, là chúng ta quan trọng nhất là vấn đề giáo dục. Và nên cho con em mình lái xe trước 18 tuổi, để tại vì anh đua là mình nó có bố mẹ là người dạy dỗ. Cái giáo dục đấy quan trọng nhất về cái chuyện lái xe và cái hậu quả khi mình Và thành ra nữa, khi mà có thời gian quá trình nó lái lâu như vậy đó, thì sau này dù nó tách riêng một mình, mặc dù trên 18 tuổi tách riêng policy mình, thì cái kinh nghiệm lái được tính vào, thì đôi lúc nó được sau này đi mua rẻ hơn để khỏi ngỡ ngàng về giá cả. Đó là một những cái lợi thế. Ví dụ như tới lúc mà 22 tuổi nó mua bảo hiểm, nó mua mình đi, thì nó hỏi là bao nhiêu năm lái xe rồi. Kinh nghiệm lái xe cũng là một phần để cho bảo hiểm họ tính mắc rẻ. Nếu mình nói là 18 trở đi đó là có 4 năm. Lái từ 16 thì được tới 6 năm. Nó rẻ đi một chút. Như vậy đó, con em ở trong nhà mình cho nó đứng chung với policy đến bao nhiêu tuổi, đến 20 mấy tuổi thì mình nên tách riêng thưa luật sư? Tùy thôi, tại vì như tới lúc mà các em 18 tuổi trở lên chúng ta mới có sự chọn lựa đó, thì chúng ta so sánh thôi. Đôi lúc có nhiều trường hợp, ngay cả con của tôi vẫn cho nó ở trong policy tới bây giờ, tại vì nó có những cái bảo hiểm của lính có những cái discount rất là good mình giữ lại. Thì mình có thể làm cái bài toán mình so sánh được, tức là tới lúc mà 18 tuổi mình mới có sự chọn lựa. Vì tại lúc đó người bố mẹ không còn chịu trách nhiệm 100%. Một cách nếu tôi thấy gia đình luật sư anh Tuấn dạy con rất là tốt,
luật sư Anh Tuấn hồi đi học chung với tôi, học đại học á, có chiếc xe thật là cũ, lên dốc không được. Đó là bố mẹ, không phải bố mẹ, anh chị em luật sư Anh Tuấn, giống như là bố mẹ là nuôi đó, mua cho luật sư Anh Tuấn một cái xe thật là cùi, cho nên nó không đi đâu chơi, đi rất là chậm. Đó, đó là một cách để cho dạy thằng thằng nhỏ mà nó quậy, cho nó chiếc xe thật là cũ, đi lên đồi không nổi, thì như vậy đâu quậy được luật sư Anh Tuấn, thấy không? Đây là hai chuyện chúng ta làm với bố mẹ đó. Thì khi mình giao cho xe con lái lại như đứa trẻ dễ gây tai nạn, mình mua chiếc xe cũ thôi. Và trong trường hợp policy của mình, bố mẹ cũng nên mua cao lên, vì nếu lỡ như mình có tài sản nhà cửa thì chúng ta phải mua đủ để cover cái phần đó lợi, để không bị mất nhà mất tài sản. Vâng, chúng tôi sẽ nhanh chóng trở lại phần 2 để đưa đến cho quý vị những cái thông tin là mua policy như thế nào là đủ tốt để cover cái tài sản của mình. Lại với chương trình Luật pháp và xã hội được thực hiện bởi tổ hợp luật sư Đỗ Phủ và Anh Tuấn. Vâng, thưa luật sư Anh Tuấn, hồi nãy luật sư có nói là đến một lúc nào đó thì chúng ta có thể so sánh cái thiệt hơn và có thể tách cho con em mình đứng riêng. Nhưng mà cái policy đó mình mua đủ cao để bảo vệ tài sản. Xin luật sư nói thêm về phần này. Đúng, tại vì lúc đó thì nếu trường hợp nó dưới tuổi đấy, thì mình phải mua cao. Ngay cả nó không có dưới tuổi đấy nữa, nó ra khỏi policy. Mình bố mẹ thì mình tùy theo hoàn cảnh thôi. Chẳng hồi xưa chúng ta không có nhà cửa, chúng ta không lo nhà, chúng ta mua theo kiểu tối thiểu mà thôi. Tuy nhiên người có cái nhà thì trong nhà đó mình mua theo cái tiền equity mình có được trong đó bao nhiêu. Ngoài mình trừ đi cái tiền mà sự phá sản nó cho phép, nếu lỡ như mình gây ra cái thiệt hại cao, cái phần khấu trừ nó còn lại bao nhiêu thì mình phải mua đủ để cover những cái đó. Thành ra nếu mình mua trong những cái policy như chúng ta đừng nói nhiều lần, nếu mà mua được cao tối đa cứ mua tối đa, và nếu không đủ nữa, mình có nhiều người nhiều tài sản thì phải mua thêm bảo hiểm dù. Vì bảo hiểm dù thường là họ có điều kiện là mình phải maximize, tức là mình phải mua hết những cái gì mà cái policy xe hơi mình có thể cho phép cao nhất. Rồi họ mới nhảy vô họ bán tiếp. Và họ cũng quay vấn đề tình trạng lái xe của mình, tài sản của mình, hoặc là trong thời gian ngắn gần đây mình có gây ra tai nạn nào không, để họ biết, để họ nếu mà thấy họ bị sẽ bị trách nhiệm, họ đâu có bán. Thành ra họ cũng khó lắm. Thành ra những cái đó đó là chuyện thứ nhất, là chúng ta nên nâng cấp policy tùy theo cái tài sản của mình. Và thứ hai nữa, cái bài toán rất là dễ. Nếu mà chúng ta đi lựa shop giá thì thời buổi này cũng rất là dễ. Chúng ta có thể vào các website, các công ty, mình thử cho cái information và họ cho biết cái cốt giá liền. Nếu cái giá rẻ hơn thì mình tách rồi, và nó không cao lắm thì cũng nên tách rồi để cho nó tự lập cho quen. Để cho nó nếu nó được, có tiền trả bảo hiểm. Vâng. Đó là khi mà con em mình trên 18 tuổi. Thì nhưng mà tôi nghĩ phần đông là các con em sẽ không tách nổi, tại vì bảo hiểm rất là mắc. Và nếu mình muốn con em được cái sự bảo vệ mà như chúng tôi thường hay nói đó, là mua cái phần uninsured motorist đó, nó cao lên lỡ bị những cái chuyện tai nạn xảy ra như chúng ta thường hay nhắc quý vị mua, thì tôi nghĩ là quý vị nên đứng chung với con em mình. Tại vì cái trách nhiệm của mình nó cũng chỉ giới hạn thôi, chứ không nên tách con em mình ra. Nó không có lợi trong cái vấn đề mấy coverage cho các em. Ở đây đó, một cái điều mà Mai thấy là những người thân chủ bên ngoài đó hãy gọi vào hỏi Nick đó, là trong trường hợp là thí dụ như cái xe là cha mẹ đứng tên, rồi nếu như cha mẹ lái và gây ra tai nạn, rồi trường hợp là cho người khác lái mà gây ra tai nạn, thì cái trách nhiệm pháp lý có gì khác nhau hay không, thưa luật sư? Một trong những cái chuyện pháp lý mà tức là cho mượn á, cho mượn giống như là con mình lại cũng chỉ có 15-30 hoặc là cái policy của mình. Và nếu mình cho bạn mình mượn thì cái trách nhiệm của mình cũng chỉ 15-30 hoặc là tối đa là cái policy của mình mà thôi. Cho nên cái chuyện mà không cho mượn xe đó không có quan trọng đâu. Mình cho mượn nếu mình có bảo hiểm. Và đây là cái trường hợp ngoài lệ nè. Có nhiều người chúng ta đó, ngay làm chủ hoặc là mình đưa chiếc xe người khác, hoặc chủ thợ nail chẳng hạn. Mình đưa chiếc xe của mình nhờ người đó sai người đi mua. Mua supply chẳng hạn. Thì lúc đó nó không còn tính cách là cho cái mượn thuần túy. Bình thường là cho mượn là chịu trách nhiệm có theo tối thiểu của luật pháp. Mà lúc đó mình trở thành người chủ và mình phải hoàn toàn chịu trách nhiệm 100% lỡ như người đó đi ra bị gây ra tai nạn, thì nó không còn sự giới hạn nữa.
Thành ra đây cũng quyền chúng ta hay nên người việc chúng ta mà đôi lúc thay vì để tiết kiệm tiền mướn thêm nhân viên hoặc tiền shipping, đôi lúc sai con cái mình đi lấy hàng hoặc là những cái mua hàng cho mình thì lúc đó trở thành cái trách nhiệm, mặc dù là những người đó trên 18 tuổi, cái trách nhiệm của mình trở thành là người giống người chủ. Và những gì họ làm xảy ra trong lúc mình sai họ đi, nhờ họ đi cho cái công việc của mình, thì mình chịu trách nhiệm 100%. Cho nên nó trở lại là trên Tuấn vừa nói đó, là mình để dễ nhớ đó, là nhân viên mình lái xe dùng cho mình, nó giống như là mình cho con dưới em dưới 18 tuổi lái xe đó, cái trách nhiệm mình chịu là 100%. Đó, cho nên chúng ta phải nhớ là cái chuyện đó là cái chuyện chính trong cái vấn đề mà tai nạn và lái xe, hoặc là mình giao nhân viên mình để lái xe. Cho nên mình dán trong cái chuyện mà cơ sở thương mại đó thì mình giới hạn lại cái chuyện mà nhân viên mình lái xe. Còn một cái điều nữa Thanh Mai thấy là dạo sau này đó nó xảy ra thường xuyên hơn, đó là những người mà họ dùng xe cá nhân của mình rồi lái cho Uber, lái cho Lyft, mà mình đôi khi mình quên báo cho bảo hiểm của mình biết, thì trong trường hợp đó nếu như tai nạn xảy ra và chẳng may là lỗi của mình, thì cái vấn đề mà bảo hiểm nó có nhận cover hay không như thế nào, mời luật sư giải thích thêm. Vâng, cái đó là cái rất là quan trọng. Tại vì trong cái policy bảo hiểm nó có cái phần mua thêm đó gọi là ride share. Tức là mình để dùng những cái dịch vụ, cái app để mình đi lái xe chở chuyên chở khách. Thành ra khi nhiều người cứ nghĩ mình đây cái job này làm gọi là part time, làm nghề tay trái thôi, bảo hiểm nó không biết đâu, hồi nào tính sau. Tại vì nghĩ gọi đến bảo hiểm chắc là đắt lắm, không có add vô. Rồi khi là gây ra tai nạn thì bảo hiểm nó biết là anh làm cái ngày hôm nay tôi bảo kê chiếc xe anh là để đi lại đi làm bình thường, chứ đâu phải làm bảo kê xe anh để đi đưa đón khách đâu. Thì khi mình đưa đón khách thì mình tạo ra business thì nó gây ra rủi ro nhiều hơn, thì bảo hiểm họ phải tính tiền cao hơn. Thì trường hợp như vậy họ có quyền từ chối, nó không có cover. Thành ra khi mình làm những dịch vụ như vậy, mình gọi bảo hiểm, mình nói là hoặc là chọn cái phòng nói mình có cái phần ride share đó, tức là mình làm cái nghề đó, để họ tăng bảo hiểm, họ điều chỉnh cho đúng. Và thứ nhất, cái tiền nó thực sự nó không bao nhiêu. Đôi lúc mình đang trả ví dụ 1.000 một năm thì có thể, xin lỗi, nó chỉ lên 5-10% thêm 5-10% hay 20%, nó không đáng kể. Và mỗi vùng là có một số hãng bảo hiểm, cái việc nó liệt kê ở trên website của Lyft, Uber, họ cho mình đề nghị nữa. Thanh Mai thấy là không, là trên Tấn thấy là họ đề nghị hãng nào bán, nên mua hãng nào, họ list ra một số hãng cho mình mua được nữa. Cho nên chúng ta tuyệt đối, như là sư Tấn vừa mới nói, là chúng ta không có giấu, tại vì quyền lợi mình nó nằm ở trong đó. Đặc biệt là trong cái vấn đề mà Lyft, Uber đó, nó có từng giai đoạn nữa. Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn mà quý vị đi nhận nhơ để đi kiếm khách, chưa chờ khách, chưa, chưa có khách, có khách bắt. Rồi giai đoạn thứ nhì là giai đoạn mà khi mà mình tiếp xúc với khách, là có người họ bắt đầu họ bấm cái app lên họ kiếm mình. Và giai đoạn thứ thứ ba đó là mình nhận khách đó, mình đi tới chỗ đó. Rồi mình tới chỗ đó mình bị tai nạn thì sao? Mình bị giai đoạn nào? Và những cái giai đoạn đầu tiên là giai đoạn mà không có vấn đề coverage của Lyft và Uber, mà phải do bảo hiểm của mình, lỡ mình bị tai nạn. Và cái tai nạn nó gọi là vấn đề matching nữa. Trong vấn đề matching đó thì họ đề là họ cover như bao nhiêu và cover giới hạn cỡ nào. Và sau đó là giai đoạn có hành khách, là giai đoạn mà tốt nhất thì bảo hiểm của Lyft, Uber họ có involve. Kiểu như lúc người này không có đón khách đi bình thường, tại xe mình làm mình không đôi việc mà. Mình vừa đi cho chính mình, thì lúc chẳng đi ăn thì nó không thành vấn đề. Thì nếu có đụng xe đi nữa thì không phải là lúc mình làm thì nó không chạy dính điếu tới bảo hiểm cái phần ride share. Thì nó thuần túy là giống như là mình, nếu mình gây ra lỗi mình trách nhiệm và thì không sao. Nhưng mà trường hợp đó thì mình có mua cái phần đó, nếu có lỡ như vẫn phải là đi ăn trưa mà đang tường đi đến đón khách trong cái công việc làm của mình, thì bảo hiểm họ không có lý do từ chối, họ sẽ cover. Thì mình nhưng mà nó cũng, và lúc mà mình đi tới mà mình chưa có hành khách đó thì cái bảo hiểm họ đền cho mình, lỡ mình bị thương tích đó mà mình không mua đó cũng giới hạn thôi. Nó không phải là vấn đề uninsured motorist mà mình được cái coverage 100%, trong đó nó chỉ giới hạn về vấn đề mình mất việc làm, mình mất lương, mình có một số medical expenses và vấn đề mà y tế mình chi phí nếu mà khách chưa ngồi trên xe. Cho nên nó giới hạn vô cùng luôn. Cho nên nó mới trở lại là chúng ta phải có bảo hiểm, và bảo hiểm uninsured motorist mình mua để trong bất kỳ trường hợp nào cái bảo hiểm đó họ sẽ nhảy vô. Và phải thông báo, phải thông báo cho bảo hiểm biết là mình cần mua cái phần đó vì mình làm cái dịch vụ đó. Vâng, quý vị thấy rất là quan trọng khi mà những người nào mà hồi nào cứ suy nghĩ ô tôi làm part time mà tôi nói để làm gì, thì bây giờ quý vị đã được luật sư Anh Tuấn và luật sư Đỗ Phủ giải thích rất là rõ. Có thêm một cái trường hợp này nữa là thỉnh thoảng Thanh Mai thấy là người ta gọi vào, người ta cũng có nói là cái tai nạn của tôi đã làm cho tôi bị mất việc làm,
tôi bị thương tích đau nhất thì cái tiền mà chi phí nè, mất giờ làm nè, chi phí đi bác sĩ nè, cái phần đó đó thì được bảo hiểm nó reimburse lại hay là tính như thế nào thưa luật sư? À, cái vấn đề mà reimbursement đó, tức là họ đền bù những cái phần riêng đó đó khi mà mình đang tới nơi mà mình có matching với khách. Ví dụ có một người khách họ bấm rồi và họ mời mình tới và mình cũng trên máy mình hiện ra là mình đi kiếm người khách đó rồi. Thì lúc đó đó cái phần occupational damages, tức là những cái chuyện về vấn đề mà tiền lương nè, tiền y tế nè, giới hạn thôi nhé. Họ sẽ trả cho mình nếu mình bị tai nạn, tại vì mình có khách rồi. Còn lúc chưa có khách á thì hoàn toàn là bảo hiểm của mình. Nó phải có một cái tác động nào đó mà có một người khách trên xe rồi, rồi tới nơi mà ngồi với người khách đó và người khách ngồi trên xe thì nó lại tác động tới phần uninsured motorist. Lúc đó hãng bảo hiểm họ phải, hãng lái xe đó, họ thường thường có policy là từ 1 triệu tới 1 triệu để họ cover cho mình trong cái phần mà uninsured motorist. Cho nên rất ư là quan trọng, như tôi nhắc lại là trong cái chuyện nếu quý vị có làm nghề, hành nghề Lyft và Uber, quý vị phải mua bảo hiểm chứ quý vị, và báo cho công ty bảo hiểm mình biết. Và có một số hãng bảo hiểm họ sẽ không cover thì mình phải đổi hãng khác hoặc là mua thêm bảo hiểm, chứ không có viện cớ là tại hãng bảo hiểm ta không chịu rồi ta không mua bảo hiểm cho mình. Đó là một cái thiệt thòi rất lớn nếu quý vị lỡ bị tai nạn xảy ra. Vâng, có thêm sắp tới quý vị sẽ đi chơi xa, và quý vị biết trong cái vấn đề chúng ta đi lái xe đi có thể xuyên tiểu bang đi qua ra nước ngoài, mà điển hình hai cái nước mà chúng ta mà hay đi nhất đó là phía Bắc thì có Canada, phía Nam có nước Mỹ. Thì luật vực Canada, Mỹ thì phần lớn chúng ta không trở ngại gì bảo hiểm ở Mỹ. Vấn đề những cái phần bảo hiểm chúng ta có ở Mỹ nó còn nhảy ra cover. Nhưng mà ngược lại đi qua Mỹ đó, bảo hiểm bình thường họ không có cover. Họ cover giới hạn trong vòng trong tới biên giới bao nhiêu mai, 10 mai, 25 mai. Qua đến những nước đó họ có luật riêng họ, mình vẫn phải mua bảo hiểm riêng của nước đó. Nếu không có thể giam xe mình, họ giam người mình cho nếu mà không có những cái chuyện như vậy. Thành ra cứ yên chí đi Mỹ, đi cũng được nhưng mà phải mua bảo hiểm. Lên online mua một ngày, đôi lúc đi đó 3 ngày mua có mấy chục đồng mà thôi, mình yên chí. Mình có đó, có chuyện gì họ không có giữ xe, họ không có cản trở, không cho mình về lại. Thành ra còn Canada thì tương đối ok, thế nhưng mà vẫn phải nên hỏi và coi cái policy mình có đi cover ra nước ngoài không nữa. Vâng, rất tiếc là chương trình chúng tôi đến đây phải tạm dừng. Cảm ơn luật sư Đỗ Phủ và luật sư Anh Tuấn đã đem đến những thông tin bổ ích cho cộng đồng, và đặc biệt là trong mùa hè và về đề tài là trách nhiệm pháp lý khi mà mình lái xe. Và hay là cái xe của mình cho con em mình lái hoặc là bạn bè lái. Kính mong quý vị, kính chúc quý vị có một ngày thật sự là bình an và khỏe mạnh. Hẹn lần tới, xin trân trọng kính chào. Xin kính chào quý vị. Kính chào quý vị.